that. It's cool. You all know what jamaica is? Mexican drink. It's kind of like horchata. Well, I mean, it's nothing like horchata, but it's in the family of horchata. It's just like a Mexican drink. I've had it before. I like horchata, but I don't like jamaica. The one I really want to try is the one Alex told me, the pink horchata. I'm going to have it. I call it cinnamon pork, because I guess it's cinnamon pork. Actually, it's my own. I mean, now I want some now because I'm back and I'm having it. Cho nên đỡ, cũng đỡ nóng. Cái hình cái bóng đèn, trà sữa hình bóng đèn, trà sữa xay, trà sữa xay chứ không phải trà sữa nước. Hình bóng đèn 7 đồng ly. À, đang ở chợ trời nha. Đó, đằng sau mình là tiệm của mẹ, bán đủ thứ, cà phê, đủ thứ món. Đây sau mình là tiệm hình như cũng của mẹ luôn. Chắc sữa Beauty Beauty của bà. Siêu ngon, siêu rẻ. Lấy mấy đồng. Okay. Por eso acá. Giờ này đông người đi. Người ta chở đông người. Mở cái phía trước. Đó. Bay bay vô mặt. Trái cây. Để bán trái cây, rau củ quả. Ở này đường, con đường đi ra, lấy xe đi ăn trường. Cảm ơn mọi người đã ghé trên nhỏ của mình. Mùa này mùa nóng cho nên
ta bán rất nhiều là cái chắc họ quá hợp. Yeah, like you can't. I mean, people still do jump in, like my mom. Tiệm mỹ phẩm trang điểm. Ồ, dễ thương. Cái này là trái cây. Đây sạch là bán trái cây. $1 Ok. Giới thiệu $1 Un suspiro al viento y un tequila al oro. Una buena música me hace que cobre. Yo fui la que bắt đầu đọc. Tấp nập rồi. Khu này là bạn đó bán được. Khu kia là tấp có sạp bán được. Chợ trời nó bán lộn xộn hết trơn. Này ngồi luôn ta. Tới đây là đây là quầy đồ ăn xíu chưa xe đồ ăn mì bánh gà bánh mì bánh mì xào rồi Johnny wants to show you how clean your shoes can get. You want to try it? No. What about you? You want to try it? Can I show you? I don't wear the good ones to work. Hey, but I don't know. Just I got a bottle and a brush, black and green. Yeah, just so. What's the brush? Chà thái, chà. $7 trà sữa hình bóng đèn $7 lát kém mua ly trà sữa bên ngoài bóng đèn coi I got a bunch of stuff I got. Thank you.
Mông thò. Trái cây, cà chua. Rau. Ngon. Oh yeah, that's true. I mean, I used to have that rule for a while, but then I got it.